Em Thanh Hà xin được chào các bác đam mê và yêu nhạc ở trên khắp cả nước ạ. Và hôm nay thì em quay clip này để bán hộ một cái anh khách cái cặp loa Bose 301 CD3. Cặp này thì anh khách có gửi em bán hộ các bác nhé. Tại vì là cái cặp này nó hơi bị sát côn nên là anh ấy cũng không muốn sửa và bảo em sửa xong rồi bán giúp anh ấy thì em cũng không có sửa. Cái này làm lại côn thì được thôi. Khi mà các bác vặn quá to thì nó sẽ có cái tiếng nó hơi bị ẻ ẻ đấy ạ. Thì cái này thì các bác có thể là nếu như mà các bác nào mà nghe bình thường thì không cần phải sửa, còn các bác nào mà nghe to quá hay là để hát ấy thì nên thay côn để sửa lại. Cái này, cái cặp này thì anh ấy mua của bên Bảo Châu ạ, vẫn còn tem Bảo Châu ấy các bác nhé. Và cái này thì em cũng có bóc ra để kiểm tra cái bên trong xem là còn zin hay không. Bình thường như là ngày trước thì nó vẫn còn zin, còn rất là đẹp ạ. Đây ạ, bút 301 CD3 vẫn còn tem của bên Bảo Châu gắn đây ạ. Cái tình trạng này sát côn này thì là cũng là do lỗi từ ví dụ như là các bác bật to quá thì nó sẽ có tình trạng này. Và cũng không chỉ riêng gì mà cái cặp 3301 đi đâu ạ, còn rất là nhiều như kiểu là 4344 hay là tất cả những cái cặp đắt tiền đấy thì cũng thi thoảng thì cũng đều mắc cái lỗi này, nên là các bác đi mua hàng thì cũng lưu ý. Và cái cặp này thì anh ấy bảo bán hộ anh đấy là 5 triệu nha các bác nhé, một cặp duy nhất ạ. Các bác có quan tâm đến cái sản phẩm này thì nhắn tin hoặc là liên lạc trực tiếp với em nhé. Just like before, it's yesterday once more. Should we do make rain? Should we do make rain? Today seem rather sad, so much has changed. There were songs of love that I would sing to them, and I memorize each word. Love so melodies still sound so good to me as they melt. Cả
cái con bên này thì hơi bị sát côn cho các bác nhé, còn con bên này thì vẫn chạy bình thường ạ. Và các bác có cái nhu cầu mua sắm cũng như là order hàng Nhật thì hãy nhắn tin hoặc là liên lạc trực tiếp với em qua fanpage cũng như là trên số điện thoại của em để ở phần mô tả nhé. Và em xin được dừng cái video lại đến đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video nhé.